Năm nay, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi ngắm đàn thánh giá tại đấu trường Colosseo và lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phaero. Sau hai năm phải cử hành các nghi lễ tuần thánh và phục sinh theo những quy tắc phòng chống virus corona hết sức nghiêm ngặt. Năm nay, Đức Thánh Cha sẽ trở lại ngắm đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh tại đấu trường Colosseo và cử hành thánh lễ Chúa Nhật phục sinh tại quảng trường Thánh Phaero. Ngày 21 tháng 3 năm 2022, văn phòng cử hành phụng vụ của tòa thánh đã công bố lịch các cử hành phụng vụ được Đức Thánh Cha chủ sự trong tháng 4 và tháng 5. Trước hết là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Manta trong hai ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2022. Trong đó, Ngài sẽ gặp gỡ các chính quyền dân sự, người tị nạn và thăm viếng hang Thánh Phaolô trong nhà thờ Thánh Phaolô, nơi kỷ niệm cuộc đắm tàu của Thánh Tông Đồ. Sau đó vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 10 tháng 4 2022, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ lá tại quảng trường Thánh Phaolô. Thứ năm tuần thánh 14 tháng 4 2022, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ truyền dầu tại đền thờ Thánh Phaolô. Thứ sáu tuần thánh 15 tháng 4 năm 2022, lúc 5 giờ chiều tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Lúc 9 giờ 15 tối, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức ngắm đàn thánh giá tại đấu trường Colosseo. Trong hai năm đại dịch, suy niệm đàn thánh giá được cử hành tại quảng trường thánh Phêrô. Các bài suy niệm năm 2020 được thực hiện bởi năm tù nhân của nhà tù Due Palazzi ở Padova, một gia đình có người thân bị sát hại, con gái của một người bị kết án tử hình, một giáo viên của nhà tù, một thẩm phán giám sát, mẹ của một tù nhân, một giáo lý viên, một tu huynh tình nguyện viên, một cảnh sát trại giam và một linh mục bị buộc tội và sau đó được tuyên bố trắng án sau 8 năm xét xử. Các bài suy niệm năm 2021 là tiếng nói của trẻ em thuộc nhóm hướng đạo sinh Agassi Foligno thứ nhất, ông Priya và giáo sứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma. Tối thứ Bảy 16 tháng 4 2022, vào lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ bọng phục sinh tại Đền thờ Thánh Phaero. Sáng Chủ nhật phục sinh 17 tháng 4 2022, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Phaero. Sau đó lúc 12 giờ trưa, Ngài sẽ xuất hiện ở ban công chính của đền thờ Thánh Ferro và ban phép lành UBS Orbi. Chủ nhật 24 tháng 4 2022, Chủ nhật lòng thương xót, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero. Cuối cùng, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 15 tháng 5 2022, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tuyên thánh cho 10 vị chân phước trong đó có chương phước Charles de Foucault